quý vị xem này, cái mùa này nhá, mùa này là hoa sang là không còn nữa, thế mà cây này bây giờ lại mới ra hoa, cây này trái mùa mà rất nhiều hoa này, hoa này nhá. Thật ra cái mà mình nhìn thấy đỏ đỏ nó là cái quả đó, nhưng mà mình nhiều người, rất nhiều người nhầm cái này là cái hoa, nhưng nó là cái quả hoa, nó là những cái chùm nhỏ nhỏ này này. Đấy, nó tả đây này, đây này, cây này khéo lại hoa lại tứ thời đấy. Sao nào để xem cái hôm nay có một cái sự rất là em vứt sớm thì sao, anh có ý kiến gì? cây sang thì nhiều người bán, nhưng mà nó chỉ có phôi thôi, nó không có hoa. Cái này có hoa mà lại hoa trái mùa, mùa này là trái mùa rồi. Hay quá nhỉ, kiếm đâu ra đấy? Thường những cây bé bé này chẳng có hoa đâu, không phải không? Đấy mẹ, nó mọc đầy dưới gốc sao này? À đâu, đây là đơn đỏ. Cây này là cái lá, đúng rồi, cái lá đỏ dưới. Không, nhưng mà mùa này là mùa tàn hoa hết hoa sang rồi. Thế mà kệ nó đấy, ôi giời ơi, cây cũng có tiền đấy. Quý vị xem này, cái mùa này nhá, mùa này là hoa sang là không còn nữa. Thế mà cây này bây giờ lại mới ra hoa, cây này trái mùa mà rất nhiều hoa này. Hoa này nhá, thật ra cái mà mình nhìn thấy đỏ đỏ nó là cái quả đó, nhưng mà mình nhiều người, rất nhiều người nhầm cái này là cái hoa, nhưng nó là cái quả hoa, nó là những cái chùm nhỏ nhỏ này này. Đấy, nó tả đây này, đây này, cây này khéo lại hoa lại tứ thời lên đấy, đây. Gần như là anh em ít khi để ý cây hoa sang, là nó là cái hoa này này, còn kia là cái quả, và khi cái quả xanh này khi nó chín nó thành màu đỏ hoặc là màu cam đấy, nó nở ra. Cái lúc nó bung ra, nó nở ra như hạt, nó như là hạt dổi ấy. Và ăn cái hạt này nó ăn như hạt mít, hơi nhớt nhớt, nếu mà luộc lên ăn được, ngon. Hơi nhớt nhớt tí. Đấy, còn đang đùn ra rất nhiều hoa. Bao nhiêu tiền? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi à? Đấy, mẹ. Chơi cây này chắc giàu lắm đấy nhỉ? Sang giàu. Ôi, lâu lắm đấy cả anh. Bắt tay sức khỏe bắt anh. Cảm anh khỏe chứ? Khỏe. Làm tí cây này về cho nó giàu anh. Nhưng mà cây này mà giàu. Đấy, chờ nó điều hưu nó buồn hẳn đi. Thế vẫn chưa hết. Gốc xem nào, gốc bằng nào à? Gốc nó mới chỉ có bằng này thôi, cây mà nó to thì mình không nói. Thực ra những cái cốt sang mà khai thác trên rừng là nhiều lắm, thậm chí là gốc to hơn thế này rất nhiều, nhưng mà nó chỉ là cốt, không biết có hoa hay không. Cái cây này thì sắc nhìn thấy mặt hoa đây. Cái này mà giàu rồi thì không nên mua. Chưa giàu. Nhà nghèo mới mua chứ. Mua về cho nó giàu. Cây nhà anh ở đâu? Trên trần đấy á. Đấy, quý vị. Thứ nhất là nó là một cây có cái tên rất là phong thủy. Tên thôi. Sang giàu. Cái thứ hai là nó đang có hoa, mà rất nhiều hoa, nhưng mà lại hoa trái mùa. Theo như tí hiểu biết của mình là cái mùa này là không phải mùa hoa sang. Nó đã nở, thậm chí cái quả nó đã chín, nó rụng hết rồi. Đó, nó chỉ cách đây khoảng độ 1-2 tháng gì đấy thì còn có quả chín. Theo hiểu biết mình là như vậy. Vì những cây sang này trồng trên phố rất là nhiều mà, mình để ý biết. Đấy, và cái thứ ba là cây nó nhỏ này mà nó có hoa. Trời ơi. Hôm nay mà ông nào có đồ đẹp mang đây là dễ. Đây rồi, hay. Tưởng bỏ chợ rồi chứ. Uốn đấy. Ok, 5 triệu rưỡi. Cái này thì dành cho những ai mà biết về cây này và mong muốn có một cái gì đấy nó tươi mới, nó tài lộc phong thủy. Hồng xiêm đang có nhiều quả đấy. Hồng xiêm đấy, nhà chúng ta cũng cây
Rồi. Đẹp, đẹp quá. Đẹp. Bao giờ mình bán được cây mới có tiền mua cây chứ? Cũng không có tiền thì chị em mình sẽ đói hết. Tổng cái cây ở trong làng chỉ mấy cây. À đây à? Tên là gì nhỉ? Tên là gì em vừa chỉ đến nhà? Trong làng chị, tức là bà, chị bán cho người ta hay nào? Không, em bán á? Ở dưới đấy á? Nó ở trên Hà Đông này nhưng mà nó này nhà nó có nhà cổ, nhà ở dưới đôi năm nhà chị ấy. Thế là em có bán ông nào dưới bạn ấy bao giờ đâu nhỉ? Bán cây xin với cả cây xanh con, chị nhận năm nay cây của chúng. Thế à? Sao em không nhớ gì nhỉ? Cái đấy thì mà tôi tắt luôn đây này. À ở nhà ở văn quán này gì? Nhà văn quán nhưng mà nhà nó mua là để dưới trong kia cơ. Trong chỗ nhà chị cơ. Thế thì không phải rồi. Chỉ có đây đi ở văn quán. Chuẩn luôn. Nhưng mà nó đặt nhà nó ở dưới kia mà chỉ là trên bên nhà nó phải được tầm 30 cây. Thế à? Đúng vào nhà nó rồi. À. Quán là văn quán nhưng mà nhà nó ở trong chỗ làm nhà chị đi. Đây tên là gì? Ở dưới Thanh Hoa ấy gì? Thế à? Cây này cây hồng nguyệt chứ không phải cây hồng xiêm. À, sao định ấy à, định bốc lên trần à? Đẹp đấy. Định bốc lên trần à? Bao nhiêu? Mấy triệu rưỡi. Nhiệt mẹ, hôm nay nguyệt mẹ báo giá khiếp lắm. Không dám trả giá luôn. Xem là có cây gì để, mời chị nào. Cây này cây sang này gì này? Chơi à, giàu rồi thì không chơi đúng rồi. Giàu rồi, nhà giàu rồi không chơi. Đấy mà sang mùa này lại có nhỉ, sang mùa này lại có hoa rất lạ nhỉ. Ừ. Nó hoa nó tàn cái đây phải 2-3 tháng rồi. Quả này nó có ra xong cái hạt trong đen xì xòe ra nó nở ra đẹp, nhưng mà mình lại toàn ngắm quả có ngắm hoa bao giờ đâu. Ngắm cái quả này này đỏ đây nhiều khi lại tưởng cái quả là cái hoa. Ừ. Nhưng cái hoa nó bé bé kìa. À, nó bé. Mùa này có hoa lạ thật. Hồng à, hồng hồng nguyệt nguyệt. Cái này là cây hồng ngày mai à? Đâu? Hồng hồng mai. Hồng hồng liệu. Liệu. Đây là hạnh. Đây là hạnh. Không phải hạnh. Đây là hạnh. Quả. Liệu quả. Lá bé. Cứ nó còi cọc này lá thì bé. Cái này cái hạnh. Cái hạnh. Liệu này liệu hoa liệu quả người đây. Liệu hoa liệu quả. Không biết đúng không? Con này hoa mà. Hoa. Hạnh hay đúng không? Đây hạnh đây, hạnh đây thì chuẩn đây, chuẩn rồi đây. Con này sao lá nó khác nhỉ? Ờ con này lá liệu quả à, con này quả này liệu, con này quả, con này hoa. Mấy tiền 550. Hôm nay toàn bán hoa quả 550. Còn cân kia rưỡi. Con kia chắc khoảng 2 lít. Con này 4 lít rưỡi. À con đấy còn có cái tượng đấy, có thêm cái tượng. Ừ. Con này nó điệu hơn. Ừ. Chưa, nhưng con kia hoa đẹp hơn, điệu hơn. Hôm nay bây giờ phải buộc mấy cái quả vào để Tết chơi lồng đèn. Ừ. Cao. Có mấy cây nó có quả nhưng mà chơi thế mày tàu nó sợ ngay. Độc đáo cái sang có hoa quả. Sì. Nay có mang cây đi gì đi không anh Quyên? Form dáng cũng hay, con này dọn ra nhìn cũng ok đấy, thay cái chậu khác vào. Ok đấy. Mở hàng chưa? Không cần thiết phải để đúng không? Đó. Cái này đây cũng có cần thiết đâu, để nó Tùng. Quá nhiều hoa. Không biết cây tùng này có đắt tiền hay không. 6 triệu. Ngay chả thấy cây nào 2-3 củ để tương tư nhỉ.
Ây da. Ây à. Một chung ấn tượng con này đấy. Cái này số nhiệt tiêu phết đấy. Ừ. Cái tay này nó xuống như che mông à, che mông à. Thế này kiểu như thế này đúng không? Kiểu kiểu thế này đúng không? Cái tóc. Ừ. Nó che lại cái lưng. Thế thì thế này à? Thế này này. Đây rồi. Đúng vào tư thế rồi đấy. Đẹp. Có quả. 7,5 triệu à? Gầy nhỉ. Bên hoa bên quả thế này chịu sao nổi. Cái cổ đấy thì sao anh? Cái cổ đấy. Cái đấy mấy tiền đấy? 5,5 triệu. Đấy hay đấy, cây biết thiết kế hay đấy. Rất đơn điệu. Ừ. Hay đấy. Giả thu luôn. Cái cây mâm xô con gà ngày xưa nó như thế này thôi. Xấu hơn. Đã nuôi hay. Đó. Rẻ đấy. Đây này, cây hồng xiêm này lưu ý này. Ông nào mà thích phong thủy giàu sang phú quý chơi cây kia. Bỏ ra khoảng độ 5 cổ về là giàu ngay. Giàu sang phú quý đến ngay. Mua được cả giàu sang này sợ quá nhỉ. Ok.